Tokenomics là gì? Đừng chơi coin khi anh em chưa hiểu rõ về Tokenomics. Thì ở đây các anh em đang xem video này thì anh em đã bao giờ đã từng đu đỉnh bao giờ chưa? Và tại sao các anh em lại đu đỉnh? Ở đây mình sẽ chia sẻ lại cái kinh nghiệm của mình. Là khi mà một token lít sàn mà lít sàn chỉ giá IDO thôi, mình đã lao vào mua đúng không ạ? Thì mình nghĩ là giá IDO là giá rất là thấp rồi, giá rất là đẹp rồi. Mình hy vọng nó sẽ tăng giá x5 x10. Nhưng mà một ngày sau thì thấy giá token chia 2, 3 ngày sau thì giá token chia 3, chia 5, thì mình không hiểu tại sao. Tại sao mình đã mua một cái vị thế rất là đẹp rồi, tại sao vẫn bị chia vậy? Ok, thì trong cái video này thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tại sao lại như vậy nhá. Đó chính là chủ đề Tokenomics. Anh em cùng theo dõi trong video này nhá. Thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sự quan trọng của Tokenomics, các cái phần tử, các cái yếu tố tạo thành một cái Tokenomics và check các cái Tokenomics ở on-chain, một số cái case study cho anh em. Ok, thì đầu tiên là về sự quan trọng của Tokenomics. Thì anh em ở đây, vị thế của chúng ta hầu như là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, retail investor. Thì trước khi xuống tiền quyết định đầu tư một dự án nào đó thì anh em sẽ nhìn vào cái gì của dự án ạ? Có phải là nhìn vào team, nhìn vào đội ngũ cố vấn, nhìn vào cộng đồng của họ, hay là chúng ta nhìn vào công nghệ cốt lõi của họ? Tất cả các yếu tố đó đều cực kỳ rất là quan trọng. Nhưng theo mình, theo bản thân của mình nhá, thì cái tokenomics còn được đặt cao hơn các yếu tố đó. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được tokenomics chính là lúc chúng ta đã hiểu được người chơi bài, họ muốn đánh cái ván bài nào với chúng ta. Chúng ta dễ dàng hình dung hơn, đúng không ạ? Và khi chúng ta hiểu được rõ sự quan trọng của tokenomics thì chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu và tìm hiểu kỹ về cái tokenomics này. Tại sao họ làm như vậy? Tại sao họ lại phân bổ token như vậy? Tại sao họ lại lốc lâu như vậy, đúng không ạ? Rất là nhiều câu hỏi đặt ra. Và họ có muốn bơm dự án hay không, hay là họ chỉ làm theo trend, hay là đi đường dài? Đó, rất là nhiều vân vân mây mây các câu hỏi khi mà các bạn tìm hiểu về tokenomics của họ. Và khi các bạn hiểu rõ rồi, các bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau. À ok, dự án này là làm đi long term, đi đường dài, thì chúng ta có thể xem xét, chúng ta tìm điểm vào đẹp, đúng không ạ? Hay dự án này ăn theo trend, ăn sổi ngắn hạn, hoặc là token không khóa, không lốc thì chúng ta sẽ bỏ đi. Ok, không quan tâm đến đó nữa. Đó, đó là sự quan trọng của tokenomics. Và khi chúng ta hiểu được ấy, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội từ nay về sau. Ok, phần thứ hai là về các yếu tố cấu thành nên tokenomics. Thì trước khi đi vào phần này thì anh em cần hiểu là một cái điều quan trọng trước đó, đó là cái token đó thì được build trên cái blockchain của hệ sinh thái nào, blockchain nào, của Ethereum hay là của BNB chain, hay là của Solana, hay là của Near, đúng không ạ? Hay là đó là single chain nhé, hay là dự án đó build cái token cross chain, tức là vừa cross chain tức là chúng ta họ sẽ xây dựng token trên Ethereum chẳng hạn, nhưng mà họ vẫn có cái bridge, có cái cầu để đẩy token sang mạng lưới Binance Smart Chain. Hay là họ sẽ xây dựng multi-chain, tức là token ở nhiều chain khác nhau, cả token ở BNB chain này, token ở Ethereum, token ở Polygonmatic, rất là nhiều chain khác nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta, điều đầu tiên là chúng ta phải hiểu được điều đó đã. Thứ hai là các cái phần tử mà yếu tố cấu thành nên một cái tokenomics. Thì ở trên website của Benjamin Gaming cũng có một bài viết khá là chi tiết về tokenomics là gì rồi và hiểu rõ về tokenomics, thì anh em có thể đọc. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm đến các yếu tố cấu thành của tokenomics. Đầu tiên là về coin này, total supply là tổng cung của token này. Thứ hai là về market cap và market cap pha lãng. Thứ ba là về token quản trị này. Thứ tư là về token allocation, tức là phân bổ token ra sao. Thứ năm là token vesting, tức là họ sẽ trả token như thế nào, bao giờ trả, trả cho ai, ở đâu. Thứ sáu là token use case, tức là cái token này có nhiệm vụ làm gì, cái ứng dụng của nó như thế nào, thì chúng ta phải tìm hiểu. Thì trong các cái yếu tố cấu thành đó thì anh em cực kỳ rất lưu ý cho mình là ba cái yếu tố cực kỳ rất là quan trọng, đó là token allocation, token vesting hay còn gọi là token release, thứ ba là token use case. Về token allocation thì mọi người cần hình dung đây tức là phân bổ một cái miếng bánh nào đó, thì họ phân bổ cho những ai, cho đội ngũ advisor này, cho team này, cho marketing, cho ad thanh khoản, cho public sale, seed sale, private sale, bao nhiêu phần trăm đấy, thì đây là miếng bánh họ chia cho những ai. Ok, thứ hai là token vesting hay còn gọi là token rely đó, thì họ sẽ trả token như nào, unlock ra sao, khóa bao nhiêu lâu, khóa ở đâu, và quan trọng là unlock đến thời điểm nào, ngắn hạn hay là dài hạn. Ok không ạ? Thứ ba là token use case, tức là các ứng dụng của cái token này trong dự án. Thì một số ứng dụng phổ biến hiện nay của các token đó chính là về token về quản trị này. Ok không ạ? Token để làm phí giao dịch này. Ví dụ các dự án game là làm phí giao dịch trong game này.
đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta có thể là mang đi farming staking. Đó là các cái ứng dụng rất là cơ bản của một token. Cái cuối cùng chính là token on chain. Thì token on chain tức là chúng ta check trực tiếp trên mạng lưới blockchain luôn, nó luôn luôn là rõ ràng, minh bạch và vẫn là rất là cụ thể luôn. Nếu mà chúng ta không check được thì chúng ta vẫn phải luôn luôn chủ động đi hỏi team dev, đi hỏi team admin của dự án là ok, token đã realize như nào, tại sao lại có bằng này, đúng không ạ? Chúng ta hỏi tất cả thông tin mà chúng ta cần nắm được thì chúng ta sẽ hiểu rõ về token của dự án hơn. Ok, về một case study của tokenomics cũng như là token on chain thì mình có thể chia sẻ mọi người ngắn gọn trong cái video này. Thì giả sử là token Titan Hunter chẳng hạn, đúng không ạ, được build trên mạng lưới của Binance Smart Chain này, thì các bạn vào BSC Scan, bạn paste cái token vào là các bạn sẽ tìm được. Ví dụ đây là tổng cung là 1 triệu 1 tỷ token Titan này, là holder số lượng lưu giữ cái token on chain hiện tại là 18.325. Thì đây chỉ là ví on chain thôi nhá, ví on chain này là ví mà ví cá nhân, ví phi tập trung mà các bạn đang lưu trữ. Còn những số lượng mà lưu trên ví của các sàn DEX ấy, à các sàn sàn SEC ấy, sàn KEX ấy, tức là sàn tập trung ấy, thì chúng ta sẽ không thể tính toán được. Thì đây là các cái ví mà phi tập trung thôi. Thì đây các cái social profile là các cái kênh mạng xã hội của họ. Official site tức là kênh trang web này. Con sách này, có hết này. Đó, thì đây chúng ta thấy các cái token ra vào tab holder này là các cái token. Thì những token mà có cái nút con check đằng trước này thì là họ đã có con check rồi, tức là app smart contract vào cái token đó rồi. Còn bình thường nhá, ví dụ các cái ví bình thường của chúng ta nó chỉ là các address bình thường thôi. Đây nó đã add cái smart contract vào rồi thì nó sẽ vụ họ khóa họ lock từ đấy, họ sẽ có trên smart contract rồi nhá. Ví dụ như cái ví này thì là nó là một cái địa chỉ ví bình thường thôi, chưa khóa, chưa lock, chưa có con check gì cả. Thứ hai là về cái sàn cách này là họ sẽ có thanh khoản trên sàn gate, sàn decentralized, sàn phi tập trung sẽ là sàn PancakeSwap này. Đó thì số lượng bao nhiêu chiếm bao nhiêu phần trăm, giá trị bao nhiêu đô là có hết. Các bạn tìm hiểu kỹ phần này nhá. Thì ở đây mình muốn nói đến là kể cả trong trang web của Bên Bên Gaming Minh mình cũng nói đến cái phần token on chain rồi, thì bạn phải là hiểu được, ví dụ bạn cần kiểm tra là token có được khóa hay không này, với các cái thành phần team, advisor, ecosystem, marketing, vân vân. Thì kiểm tra thanh khoản của dự án, ví dụ là add thanh khoản có đúng với số lượng của white paper thông báo hay không. Nếu mà add có đúng rồi thì nó có được khóa hay không, và nếu khóa thì khóa trong vòng bao lâu, ok không ạ? Thì cái việc này rất quan trọng nhá. Ví dụ thanh khoản mà không khóa thì họ có thể rút ra, họ họ xả bất cứ lúc nào được, thì như thế rất là nguy hiểm cho dự án và nguy hiểm cho những nhà đầu tư. Thứ hai, thứ ba đó chính là thanh khoản có được thêm hay là bị remove theo thời gian hay không, thì các bạn phải check. Thì các thông tin về thanh khoản này thì mình có thể chia sẻ cho các bạn một video cực kỳ rất là chi tiết, thì có thể là mình sẽ làm livestream liên quan đến cái phần về tokenomics này nếu mà anh em quan tâm, cộng đồng quan tâm nhiều nhé. Vậy là trong cái video này thì mình đã cùng mọi người tìm hiểu về tokenomics, cái sự quan trọng của nó, các cái yếu tố cấu thành nên tokenomics và một số cái case study về check on chain của tokenomics. Thì nếu anh em là thấy video này hay này và có hữu ích thì mọi người có thể chia sẻ video này, nhớ like các video của Beng Beng Gaming này cũng như là đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ channel của Beng Beng. Ok, thì cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ Beng Beng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.